Rương bố rõ cá xàm sập, đọ srong chanh tùy, và chôm rương bình khả mại, hiệp mùi. Cá bì bình nhì, miên bà rõ mà nẹ nơi sọc mùi, ở bốc mà đáy sạp tư, nơi gầm bìa tay mà nẹ ai. Hai cơ rõ lùm bạc nà, miên trọp dòng bát ở vầy tì, miên tài cá xàm sập cho rõ khổng tì, rõ vắt chọp nơi chẳng kết chiến nịch. Bố rõ nụ bì chá rà nà thà, anh tự tí phân nhạc ná nâng bàn sốc. Kích tư khuyên thà, cô anh tự chờ rô cao nâng lô cờ lá hồng chọc. Hai cọt đá chân bị tiệt tư, tự đo kháp xâm phép tam xòm cua. Lô cờ lá hồng xua thà, chi anh mô bị sọc ná, miên ca vấy. Bố rõ nốt chùm riệp thà, nhóm bạc mô bị sọc ngài. Ở bốc mặt đài sát cháu ọ hời, nơi cầm phía tay mà nẹ anh. Nhóm bạc mộng nị, nâng xôn chờ rô cao nơi bầm rà chỉ côn không môi tỏ tử xôn bè đây chỉ côn mệt tà lúc nút xua thà chị anh chắc hạ xo là môn thưa chỉ xuyên bán ở rực tế bố rõ chùm riệp thà à xo chùm bát mình chạy tê lúc rà là hồng rạp thà dương tự tú ở nơi bàn tái trơ ở chị anh bốc xâm rám cả rõng tẻ dương riêng rồi ngay cổng khàn bố rõ nụ có nơi bầm rà, bó sẵn phía rõ thằng ngày, lo chùm nguồn bầy chân nằm. Ngay mùi nụ, bó rõ các xàm sập, xua mẹ đà lô cờ lá hồng thà. Lục dây, ta lô cờ lá hồng chỉ côn lục dây, các chân nằm khai thằng ngày ở vầy, ban chỉ lúc miền bồn, miền trốp dòng bạch chân bật lệch. Dây nụ pháp chân nằm thằng ngày khai, nâng bếp đại cao sắp cổ rụp. Bó rõ nụ ban sắp đắp chăm bạc gót vì cha rà nà thà. Cô anh có chân năm khai thằng ngày, nâng phê rồi bỏ lụng đi đặt nông đáy ở chuộc. Kích hời, có vô cầm nát dòng phụt chả, có chân năm khai nâng phê đại lụng nụ cợt, hơi đặt nông đáy, mình ơi nhạc nát đừng rư khơi lời. Ngay cả rõi lúc rõ là hồng xua bỏ rõ các xàm sập. Chị ấy, một nơi nâng dường dư chân năm hời, cũng toàn bàn thư rì chá nâng kì. Chốc luôn chị ấy, có chân năm ngay khai vậy. Bố rõ nốt chùm riệp thà, nhóm bát mình chạm, tai ca là phụng bọn đài nhóm bát rút nơi lời, bán ôi cầm nọt cót nâng cầm nát xâm phút xò mùi, một nhóm bát có tục nơi dọc thường ngày. Tai mình đứng chia rừng ở quầy vì rút nhóm mình chết ạ xò. Lô cờ lá hồng thà, ba đôi chân nọt, chi ánh ôi cầm nọt nốt một anh mớ. Bố rõ nốt có chun cầm nát từng lột, lột mưa khơi, các ngày khai chân nằm nâng phía đôi chỉ lục đại có kích nông chật thả cháy nịch các chân nằm ngày khai đôi ảnh đại côn mơ từ rụp riêng rất bìa vìa có xóm xuồn cháy nịch nâng ban thứ chi nề mượn thống đôi anh mình khàn hai căn cầm nọt nục chôn từ khnông bằng hai rút sức rắp phê rì dịa thả kê ơi vừa rõ chỉ côn không mùi dường lại bó xâm rám trong phía sập ngày nịch vì các chân nằm khai ngày đôi ảnh mưa tư rực bìa sát chiêng bìa, có xóm xuồn phòng. Tư mục, viên nâng bàn thưa chia sẻ nạp ở đây đổi dường. Hai lộn nụ phật xa nâng phật bồn thả, côn xa rây dương mùi nịch. Cú ai tử viên thưa chia phẹt rồi dìa chọc. Luôn viên nâng bàn thưa chia nề mượn thổng to vùng dường. Phẹt rồi dìa có dột bồ rộm. Lộn nụ tranh mộng quênh pháp bồ rốt nụt thả. Vì thế ngay nịch tỏ tử, anh chụp bó xâm rám khá rong tẹt chọc. Rất ánh lái một bộ kháng lướp tẹp vĩnh. Cần lo mùi khai, lô cờ là hào riêng vì vi hạ mẹng cố, xóm cung cồn sầy nâng bờ rõ các xàm sập chỉ xóa mấy phẹt rì dìa. Rút xa rạch lô cờ là hào có bằng hát bằng hàng cồn vỡ xà, ôi thưa rì chá chìa mùi. Đánh chôl cồ, bùm rà xa đạch riêng rõ thay ngay đỏ rạp một. Lô cần lo ban mốc bầy khai, miên kê chừng riệp thà. Côn phá xa lục, mình mến cao chân nằm khai ngày đôi lục tì. Rương này, cứ bỏ rõ lục, xua chân nằm khai ngày rồi bỏ lục, ông phí xâm nặng lục dây chia mệt đà. Ai lục dây, có bàn phạp đôi sọc cổ rục. Côn phá xa lục, bàn sạp đăng ở hời, có chết sợ xế chốc nông cầm nát xâm phút sọt tục. Lúc đó lục xua chân nằm khai ngày khuôn, có chôn cầm nọt nốt một lục. Lúc mưa tới khuyên thà, các chân nằm khai đồn lộp, có áo côn cổ mộng thưa chỉ phẹt rì dìa. Rương nịch, mình men đồ chân nọc tì, cứ khai sợ xê túc chia vật gọt.
លោករលាហោមក៏ជឿជាក់ឥតសង្ស័យហើយមានចិត្តទោមនស្សជាខ្លាំងគិតថាមិនគួរនឹងចាញ់ប្រាជ្ញាអាមនុស្សកំសត់នេះសោះហើយក៏រកឧបាយនឹងដាច់កូនបណ្ដេញចោលចេញក្រោយនោះមានតបចោលបះបោនៅខេត្តក្រៅជាច្រើនស្ដេចទ្រង់ជ្រាបទ្រង់ត្រាស់ប្រើលោករលាហោមឲ្យនាំសេនាទាហានទៅបង្ក្រាបប៉ុន្តែពួកចោលមិនបានរៀបទេការបើដូច្នោះ លោករលាហោមក៏លើកតបត្រឡប់មកក្រាបបង្គំទូលស្ដេចវិញស្ដេចត្រាស់ប្រើឲ្យនាំសេនាទាហានទៅបង្ក្រាបតបចោលទៀតក៏នៅតែមិនរៀបទៀតលោករលាហោមក៏លើកតបត្រឡប់យកសេចក្តីមកក្រាបបង្គំទូលថាទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំលើកតបទៅបង្ក្រាបតបចោលពីរដងហើយនៅតែមិនឈ្នះវាព្រោះពួកវាមានសេនាទាហានច្រើនហើយពូកែផងទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំ នឹងនាំសេនាទាហានទៅទៀតពំបានបិទមានជំងឺក្នុងខ្លួនច្រើនសូមទ្រង់ចាត់មន្ត្រីណាដែលមានស្វាហាប់ឲ្យនាំសេនាទាហានទៅបង្ក្រាបតបចោលទាំងនោះឲ្យឆាប់ឯកូនប្រសាប្រុសម្នាក់របស់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំជាមនុស្សមានចិត្តទាហានហានខ្លាដែរចំណេះវិជាក្នុងខ្លួនក៏មានច្រើនបើទ្រង់ចាត់ឲ្យវាទៅវានឹងហានទៅមិនខ្លាចការដែលលោករលាហោមទូលដូច្នោះ គឺជាឧបាយដោយស្អប់កូនប្រសាននោះណាស់ព្រោះយល់ថាបើវាលើកតបទៅហើយតបចោលទាំងនោះនឹងសម្លាប់វាមិនខានស្ដេចទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ក៏ឲ្យហៅកូនប្រសានោះមកទ្រង់មានព្រះរាជឱង្ការប្រាប់ថានៅខេត្តក្រៅមានតបចោលបះបោចច្រើនឥឡូវយើងប្រើអ្នកឯងឲ្យនាំសេនាទាហានទៅបង្ក្រាបតបចោលទាំងនោះអ្នកឯងហ៊ានទៅឬទេបើហ៊ានទៅ ហើយឈ្នះចោលផងយើងនឹងឲ្យរង្វាន់បរោះនោះទូលថាទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំមានទទួលទៅធ្វើរាជការថ្វាយទ្រង់មានព្រះរាជឱង្ការថាបើដូច្នោះចូលអ្នកឯងនាំសេនាទាហានទៅជៀបឆាប់បរោះថ្វាយបង្គំលាមកផ្ទះជម្រាបលោករលាហោមជាបិតាក្មេកតាមរឿងគ្រប់ប្រការរួចលើកតបចេញទៅតបចោលបានដឹងក៏លើកតបមកតាំងច្បាំងគ្នាជាខ្លាំងក្លា តបចោលត្រង់ពំបានក៏បរាជ័យបាក់បបខ្លបខ្លាចរឹកចាត់ចាយវិនិច្ឆ័យអស់ទៅបរោះលើកតបបង្ក្រាបរៀបគ្រប់អន្លើរួចនាំសេនាទាហានត្រឡប់មកវិញក្រាបបង្គំគាល់ទូលរឿងច្បាំងនឹងតបចោលគ្រប់សេចក្តីស្ដេចជ្រាបទ្រង់ព្រះអំណរពុនប្រមាណឯកលាហោមដឹងថាកូនប្រសារលើកតបទៅបង្ក្រាបចោលរៀបទៀបអស់ដូច្នេះក៏មានចិត្តទោមនស្សរឹតតែខ្លាំងឡើង ពីព្រោះគិតថាដែលឲ្យវាទៅបង្ក្រាបតបចោលនោះដើម្បីឲ្យពួកចោលសម្លាប់វាឥឡូវទៅជាវាមានជ័យជំនះទៅវិញឯរោគលោករលាហោមរឹងរឹតតែរើខ្លាំងឡើងលើកដើមពេទ្យមើលពុំជាក៏ទទួលមរណភាពទៅស្ដេចជ្រាបទ្រង់ព្រះចិន្តាថានឹងឲ្យឈ្មោះណាធ្វើក្រឡាហោមទ្រង់ព្រះចិន្តាទៅ ឃើញតែបរោះដែលវាតបចោលរៀបទៀបនោះឯងមានគុណបំលាច់នឹងរាជការគួរតែឲ្យធ្វើជាក្រឡាហោមបានទ្រង់ព្រះចិន្តាដូច្នោះហើយក៏ត្រាស់ឲ្យហៅបរោះនោះមកគាល់ហើយទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោះតាំងឲ្យធ្វើទីក្រឡាហោមតំណាងបិតាក្មេកទៅមនុស្សក៏មើលងាយមនុស្ស